Hello, xin chào anh em nha. Thì hôm nay là ngày thứ 6 nè. Ngày thứ 6 thì mình sẽ nhận được 120 đá tiến cấp của pháp bảo nha. Và chúng ta sẽ nhận luôn điểm danh ngày 6. Bữa nay mình sẽ gold luôn nha anh em. Mình sẽ gold một phát một luôn cho nó xong. Cái đầu xanh đó. Hôm nay mình sẽ random một phát một cho nó hết tất cả những cái mà tướng cho nó xong cái đi ha. Mở mùa giải mới của cái thể lực tinh mạch nè, tông môn cái gì ta, tông môn vui, tông môn gì ta, à cái mùa giải mới ai mà được tông cao rồi này nọ, chắc cái này mình cũng chưa chơi, từ từ mình tìm hiểu sau anh nha. Nè ok, mình sẽ nhận phần thưởng này, cái bữa nay mình sẽ gom không được, mình đổi nước luôn bách nhãn quân cái đó. Đường tăng chắc cũng để nó đi. Rồi mình sẽ chơi Đông Hải Long Dương. Không được thì mình sẽ chuyển tem luôn nha. Chuyển tem biết đâu tem nó đi giải mạnh hơn sao. Hằng Nga nè. Mình sẽ chơi tem chị Hằng. Nếu mà không random ra thánh giới thì nó sẽ nợ no với mình. Ok, đầu tiên mình sẽ nhận hết tất cả những phần thưởng hoạt động 7 ngày đó. Biết đâu nó cho mình những lần gôn tướng. Đây có thiệt nè. Đó. Sẽ có một ngày ta Đây trở là thành gôn vua chúa tướng của đây mọi người. nè. Mua nửa giá 5 cái dạng binh Sư phụ, thần sư tỷ cứ yên tâm, ta luôn có chừng mực. 300 hả ta? 3 3 nhân 5 có 200 à. 2 5 10, 200 mấy rồi nè, mua. Có hai tình huống ta sẽ Có lựa hai trăm chọn, mấy vàng cái thôi, một bình là thường lúc trong ta giới cần bán tới thắng, 500 vàng cái lần, cho nên hai mình là lúc mua đó ta ngon lựa hơn. chiến. Rồi còn gì ra tiền nữa không, ưu đãi ngày gì nè, không có đúng không, không có thì mình sẽ vô gia trang mình đi kiếm thêm, có không, có không, có không, hai cái nữa, có không, hết hết thì thôi. Ê, mình sẽ vô mình chơi trò chơi nhận đầu nè, ngon à, không không rớt trái nào luôn nha, lụm đào. Ê, 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 ê. Ừ được được được, đào đào bự, đào bự. Ừ hai trái mình phải đủ 10 trái bồng bon thôi nè. Ừ tôi chơi đẳng cấp chưa, ok chưa, ơi vô vô vô. Ừ ê, ê, ê. Nó rung rung là anh chuẩn bị rớt à, vô vô luôn vô luôn vô luôn. À hư, ê, 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 ê. Ngu không, mắc trái bồng bon rồi. Trời ơi, cái trái bự tự nhiên mắc uổng ghê, thà là bỏ mấy trái nhỏ nè. Tính hứng hứng cho nó đủ luôn chứ. Này tôi mà hứng mấy trái sầu riêng đúng bài luôn không? Ê rồi, vừa nói đậu xanh nó mắc mẹ cho bằng bom nữa rồi. Ừ. Mắc hai trái bằng bom thôi đủ 10 trái rồi, là full luôn rồi, kỷ lục mới rồi. Này, thì cùng đây cũng là một trong những kỷ lục mới vượt 81%. Cũng khá là ngon rồi. Mình sẽ chơi những cái đồ VIP nhất để nó đẹp nha nè. Tướng dù gì nhưng mấy cái vụ này nó đơn giản. Ok, bữa nay mình sẽ đi con tướng. Xong chưa vậy? Chưa nữa hả? Ok, mình sẽ đổi thành những cái đèn mà gọi là đèn Operation gì tùm lum tà la vậy là kệ đi, mấy này kệ đi, ra ra ngoài cái. Tôi con tướng ra đây. Tập chiến mình hôm nay đã được 2000 vạn rồi chứ. Bây giờ mình sẽ vô cái tiệm tướng. Ê mình còn phải nhận cái nào nữa đó, mình ok mình vô mình like cho những ông top 1 đi, cho ông có động lực ông nạp đi, không gánh server. À hình như mình nhớ không lầm là nhận đâu ta, 10 lần gold miễn phí mỗi ngày mà, nhớ không lầm 50 phút lợi đây, 10 lần gold nè, phút lợi cuộc mẹ vui vàng nè, nhận tài nguyên nè. Cái này ngày hôm qua mình hôm qua mình không có online lúc giờ đó, khung giờ đó nhận lại. Ok nhưng mà chưa cho mình chọn nước nha, mình có 30 lần anh em, cho nên là chắc chắn mình sẽ được một con tướng gì đó, cho nên mình vô mình dứt. Trời ơi nó chán, có tướng mới không vậy? Không có luôn nè. Ta đang bắt đầu kim tinh hay có luôn kia, thâu vô nó đã. Con gì đây? Có con gì không?
Minh Giới đều gọi ta là Tiểu Bạch. Qua tiên vừa chưa? Tôi thấy qua tiên vừa đó anh em. Bây giờ tôi mua thêm bao nhiêu nó còn nhiêu lần à? 19 lần tôi sẽ vô mua 20 lần nữa nha. Nếu nó không ra con thánh nào nữa thì chịu luôn á. Không còn gì để cãi nữa nha. 3.600 vàng của tôi á. Hy sinh lần cuối. Hy sinh lần cuối. Nếu không có là chuyện nữa kìa bạn. Có thứ mới nào không? Không có luôn mà. Chuyển nước như bạn, chuyển nước bắt đầu kiếm tinh rồi đó. Có tương mới không? Từ từ nha, mình sẽ gom kiếm từ từ. Con gì vậy? Rồi xong luôn anh em, con này mới ra hồi nãy luôn á. Khoan nha, mình kiểm tra kỹ lại nha. Mình phải kiểm tra kỹ lại về cái vấn đề này nha. Ok, mình sẽ qua đồ giám mình coi lại coi nó nằm ở đâu vậy. Cái này đâu phải đồ giám đâu. Đồ giám nằm ở đây nè. Mình sẽ đi kiểm tra lại cái nước nào là cái nước mình có nhiều nhất. Kích nè. Thánh giới gì đâu mà nó cùi mía dữ trời chứ. Yêu giới này có nhiêu con đây, khoan mình kiểm tra lại yêu giới có nhiêu con. Yêu giới mình chỉ có mấy có 3 con thôi đó. Đâu bằng. Ê. Ở bên cái gì giới vậy? Khoan nha. Cái này ở bên cái này gì giới vậy? Cái này yêu giới nè. Minh giới anh em, minh giới mình có khá là nhiều, 4 con luôn rồi nè. Tiên giới như mình cũng có 4 rồi nè. Thánh chỉ có mỗi bên thánh giới là mình hơi cụi xíu thôi, giữ 3 con. Ok, mình sẽ chuyển qua tiên giới nha anh em. Mình sẽ chơi tem Hoa Thiên Nguyễn và Dương Tiễn. Bye bye thánh giới nha. Bye bye con khỉ tương lai. Bà ngoại em ơi. Dông. Ta sẽ trả mưu trừ me. Đồng ý. Đâu rồi, nhân vật nam đâu mà sao lại là nhân vật nữ vậy? Đồng ý luôn đi. Nữ nam gì? Ôi bên này không có nam ông nội mẹ ơi. Hầu tử mượn tú hoàng của ta. Đến nay vẫn chưa trả. Chán thiệt chứ. Ok, mình sẽ chia sẻ thêm lại anh em. Gì vậy? Bye bye bạn. Tương lai của chúng ta không còn xa, không còn xa nữa. Tiên giới. Ở chỗ cho Phật Di Lặc này mình sẽ để làm Đông Hải Long Dương. Tăng sao luôn. Đến Long Cung, ta sẽ tiếp đãi hết mình. Ok bạn. Đó là bước đầu tiên. Rồi, độ men này thì mình vậy thôi. Nguyên quân là nằm ở bên tiên giới luôn mà, đúng không? Cho nên nó cùng nước với nhau rồi, khỏi lo. Rồi cái con Lâm Thị Bà này mình sẽ đổi qua nó thành thằng Nga đi. Khoan nha. Giữa thằng Nga và Lâm Tiên Tử ai sẽ là người mạnh hơn đây? Thôi kệ đi nè, không quan tâm nữa. Bỏ con này thành Bách Hoa Tu Tử. Ok rồi chứ gì. Rồi mình sẽ đi tìm những cái kia nữa là xong rồi đó anh em. Chuyện nó cũng khá là đơn giản thôi chứ nó không có gì để căng thẳng với nhau hết. Đường Tăng thì mình để lại nha. Biết sao Đường Tăng mình để lại để mình ấy. Tất cả những con này hình như là... Ủa sao Đông Hải Long Dương mình nãy mình kế thừa mà sao chỉ mới cộng 4 thôi ta. Ủa mình phải cộng 5 cộng 6 gì rồi chứ. À nó là phải là tiên thạch anh em. Được lắm. Nó phải là tiên thạch mới được nha. Ok mình sẽ vô mình gom nè. Mình đi kiếm 2 tiên thạch. Rồi ok là mình sẽ được cộng 5 và cộng 6 được thấy nữa. Nó khác cái chỗ mà mấy cái nguyên liệu đột phá này nè. Đến Long Cung, ta sẽ tiếp đãi hết. Rồi tiên thạch tiếp.
Ok, mỗi lần gôn cũng được kha khá đó mà. 7 miễn phí thì mua luôn chứ chờ đợi gì. Không đủ à? Đủ 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 đủ. Ok, con dê. Bây giờ chúng ta sẽ lên cường hóa cộng 6 cho em nó. Mình đủ đá hết rồi, mình đủ đá kim tiên đơn hết rồi, mình thiếu bên kia Đến tiên Long mạch Cung, thôi. ta sẽ tiếp đãi hết mình. Mỗi một cái đá đột phá nó khác nhau anh em, và hàng Nga nó cũng vậy luôn, cộng 4 hết. Rồi, có đường tăng thì mình vẫn là cộng 6 bình thường nha. Thì bây giờ nó dồn ngược qua đường tăng, là bây giờ đường tăng nó cho mình đột phá cộng 7 mét rồi. Phải chịu đó chứ sao giờ. Thôi cái đó từ từ mình làm sao cũng được nha. Lực chiến mình đã Đến xuống hải cẩm tinh, 1706 dạng rồi nè. Thấy không? chỉ Anh là em một thấy đồ không? chơi bé dọn, Chuyển nước qua muội nó tử cứ lấy đi, tốn gì đâu ta mà không khủng cần khiếp, tiếc nuối. chứ không phải là đơn giản bình thường đâu. Ok, mình sẽ vô cái gương mình làm. À, mình sẽ vô cái tiệm mình kiếm thằng binh cho nó nữa anh em. Mình đang thiếu thằng binh. Thằng binh mình phải qua bên trùng sinh hả ta? Khoan nha, mình qua bên khoan đang phải cho thiết lập. À, thu hồi đâu rồi? Thu hồi thằng binh pháp bảo nè, trùng sinh pháp bảo. Ô, thu hồi luôn chứ trùng sinh cái gì mà trùng sinh, thu hồi thẳng. Bà, cái này là của ai đây? Cái này là của Chư Bất Giới, cái này của Tiểu Bạch Long, cái này của con Sa Ngộ Tịnh. Thu hồi luôn nha, mình tính để sẵn là mình kiếm mấy nó vô đằng mình chỉ việc chơi thôi, mà ai ngờ đâu nó làm mình thất vọng quá. Chưa cái đường tăng lại. Chưa cái đường tăng lại nè. Tại vì đường tăng mình còn chơi. Ok, mình sẽ vô tiệm pháp bảo mình gom luôn nha. Đây, của Nguyên Quân nè. Một con. Cái này của Đông Hải Long Dương thì phải. Con tiếp. Cái này của ai đây? Nguyên Quân, thôi Nguyên Quân mình có rồi. Wow, ngon nè. Của con hàng Nga. Ok. Mình phải kiếm mua nguyên cái đi nè. Nguyên quân hoài vậy. Đông Hải Long Dương mình mới mua rồi thì phải ta. Ok, mua cũng được anh em, mình còn cái này khá là nhiều. Chín mấy ngàn rồi. Có gì nữa tăng sao cho nó được. Hàng Nga hoài vậy. Còn con cuối cùng đó là Bách Hoa anh em, Bách Hoa nè. Tiền giới Nam Châu Ngâm Thiên Đao này của ai trời? Kệ nó luôn đi. Nhức đầu với nó. Đây rồi. Xong. Vậy thôi đơn giản. Ok, cái này mình chơi nó còn bỡ ngỡ lắm. Đeo cho em nó cây vô mày đó. Nguyên quân hai em và Bách Khoa Tu Tử và thằng Nga. Trời, nó đã gì đâu mà. Rồi bây giờ mình sẽ tăng sao để tiến cấp cho nó. Năm, tôi không muốn chuyển nước đâu, mấy không, tôi vẫn thích chơi tem thánh hơn, tại vì thích ngộ không hơn. Nhưng mà đậu xanh nó bằng một cách nào đó nó cho mình, nó không cho mình này kia các kiểu là điểu, bởi vì tôi chán tôi mới làm luôn một phát cho nó đủ, chứ bây giờ phải tốn thêm đá này nọ các kiểu nữa. Kỹ giặc có khó rồi mà, kỹ giặc giờ nó kêu mình đeo lại nữa. Trời, con này xài kỹ giặc gì giờ đây? Thì bữa mình xài con Lam Tỳ Bà là kỹ giặc con rồng anh em. Kỹ giặc vốn dĩ là kỹ giặc con rồng cộng 4 rồi nè. Rồng cộng 4 luôn nè.
Đó. Con Đông Hải Long Vương thì mình phải xài lại rồi. Kỹ vật của nó là sẽ là cộng 5 luôn nè. Đấy, quên quên. Cộng 5 nè. Cộng 4 nè. Cộng 3 luôn nè. Tăng cho lên cộng 4 luôn nè. Lên khá là nhiều ha, lên cộng 4 cái lên nhiều giá men ha. Ok, và như thế là đã xong cái phần kỹ vật đúng chưa? Chưa, còn này nữa trời. Con này mình nhớ không lầm là hôm bữa mình xài cái gì ta? À, con này bữa xài con ngựa này, tăng phòng thủ khi tấn công bản thân thứ 10% sinh lực, giảm 3 sống tối đa này phòng thủ. Mà trong khi con này là con tướng đam, vậy thì thôi mình sẽ cho nó xài cái vũ khí cờ ông công rồi mình trùng sinh những cái kia lại, hoặc có thể mình thu hồi luôn cũng được. Mình chỉ cần ba thôi cũng được, anh em không cần kích 4 nha, kích 3 thôi cũng ok rồi. Đó, giờ mình chỉ cần tăng cấp 2 cho nó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok, con dê. Thì nó không kích nhiều bằng 4 cái giống nhau được. Nó không thể nào kích nhiều bằng 4 cái giống nhau, nhưng mà cũng tạm ổn rồi. Ok, cấp 10 nè. Lực chiến mình vẫn không thể nào bằng lúc ban đầu được ha, vẫn thiếu ha. Tại vì mình đang thiếu những cái con mà gọi là đột phá nè. Ok, mình sẽ đột cho nó lên luôn cho rồi đi nè. Kiểu gì mình cũng cần. Ok. Và đã xong. Ghép đột phá người không phân cao thấp, 1997 nhưng cũng không phân sang hèn. Khá là tốn ha, mỗi lần chuyển nước khá là tốn. Bây giờ mà anh em đã thấy tốn cỡ này rồi đó. Em thấy không? Ủa, lại có Nó ra chức năng mới cho mình nữa nè. Phần thưởng sẽ hậu hĩnh. Nhấp đổi đến pháp nhấp hồi một. Tuy là À, nó tên ra đã của bạn tính năng rồi. Ok, sẵn đây mình test cái tem mình coi như thế nào. lại được giao đấu rồi. Main mình thì nó không thay đổi đâu, nó vẫn mạnh bình thường. Trúng. Hãy xem uy lực của cực phân. Đồng Hải Long Vương mạnh thế nhờ. Nhân quân phi yên nhã dân. Trời ơi. Ok, tem này cũng ổn rồi em. Tạm ổn, tạm ổn. Ok, tạm ổn nha. Để đó, đang làm cái này, đang làm cái này, chuẩn bị lên này. Như là con này đúng không? Ok, và đã xong. Thêm con nữa nè. Mỗi lần ấy cái này nó hơi không khí trong lành, lâu cát xíu. êm dịu, trời đẹp, cảnh đẹp, rất thích hợp thưởng thức hương thơm. Phải tốn thêm một mớ đá nữa rồi. Một mớ thể lực rồi. Cái này đã hết rồi anh em ơi. 80 lần rồi.
Như cái này anh em. Có lẽ là cái đó. Chỉ trong tiệm tông môn bán thôi. Vậy là mình không quét được bữa nay rồi. Bữa nay mình tạm thời chơi hàng Nga vậy đi. Nhưng mà lực chiến mình vẫn là 2021 nha. Đó, nó không có thua kém gì ai đâu nha. Nó vẫn ok bình thường nha. Và nếu như vậy thì mình vẫn còn dư xăng để mà đưa đường tăng. Ê, lộn. Đột phá cộng 6 đúng không? Đột phá cộng 7 thì sẽ có cái tốn gì? Hai đá tiên thạch. À, vậy thì dư xăng để lên đột phá cộng 7 cho đường tăng nha. Dư 6 tấn thạch. Cái đậu xanh nó luôn. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? À, mở nó chết cùng người luôn. Vẫn còn dư nữa nè. Vẫn còn dư 4 tấn thạch nữa nè. Cấp càng tăng 55 nữa nè. Áo thật sự. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Ừ, có tâm nguyện gì người không phải. Rồi ok. Tem mình tạm thời vậy đi anh em. Mình sẽ qua bên cái này, bữa giờ mình đi không có nổi nữa. Để coi cái tem này có liệu nó có đi nổi không nha. Cái tem như là thiên canh ảo cảnh thì phải. Đây đúng rồi, cái tem này bữa giờ mình đứng khá là lâu rồi. Ở dòng xiên hà nè. Nên mày nói mạnh vãi cái nồi ra. Nhân vật nữ quýnh nhìn hùng hồn quá ha. Dây truy mạnh đã xuất. Ngươi bị đút chúng bởi nỗi sợ biển sâu. Binh tôm. Hãy thử công thức. Chịu hồi binh tôm tướng tép lên nè. Qua đoàn cảm thấp, cố phức đang hơn dãy dụa. Sao đó hổ. Sao bắt tu tử yếu vậy? Dạng tử hồi thời, quyệt mãn tay lâu. Sao bị quýnh nguyên một hàng dọc luôn hả? Thế nhân đều khổ. Dựt sâu u minh xa. Cảnh đáng sợ hơn như tưởng tượng như dám đắc tội với ta. Không biết tự lượng sức mình. Trò trẻ con. Thật khổ. Hấp thương. Hấp. Nguyệt hoa. Trời chết luôn mà. Không trở về. Dựt sâu u minh xa. Cảnh đáng sợ hơn như tưởng tượng như. Thời gian tự ma đã đến. Trống. Quá mạnh anh em ạ. Chết luôn. Sao cơn đau sẽ bỏ mạng. Nữ nhân đều khổ. Nó mạnh vãi nồi ra. Đông Hải Long Dương cũng khá là mạnh rồi. Nhưng mà mình vẫn chịu không nổi với nó nha. Ok, mình sẽ test tới đó thôi. Để mình hoàn thành lại cái tem. Mình sẽ chơi sao anh em. Bây giờ mình chịu không nổi với nó rồi. Đó, không nổi với nó rồi. Mới chuyển qua tem mới. Không thể nào chơi nổi với các bạn rồi. Ok, mình sẽ gửi DM cho những anh em nữa. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.